Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là từng đề xuất tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thậm chí chiếm các làng mạc gần biên giới để làm công cụ đàm phán. Tờ The Washington Post ngày 13 tháng 5 trích nội dung chưa từng được công bố từ các tài liệu mật của Mỹ bị dò dỉ trên mạng xã hội Discord, cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra nhiều đề xuất táo bạo liên quan xung đột với Nga. Các tài liệu mật do tình báo Mỹ biên soạn, với thông tin lấy được từ các cuộc thảo luận nội bộ giữa Tổng thống Zelensky và các trợ lý cấp cao và chỉ huy quân đội. Trong một cuộc họp vào cuối tháng 1, ông Zelensky gợi ý Ukraine tấn công vào Nga và đưa bộ binh chiếm cứ các thành phố không nói rõ của Nga ở biên giới để có ưu thế trên bàn đàm phán. Trong một cuộc họp vào cuối tháng 2 với Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny, ông Zelensky tỏ ra lo ngại vì Ukraine không có tên lửa tầm xa để tấn công binh sĩ Nga triển khai tại Nga. Ông Zelensky gợi ý Ukraine tấn công các vị trí tại vùng Rostov của Nga giáp Ukraine bằng máy bay không người lái UAV. Trong một cuộc họp khác vào giữa tháng 2 với Phó Thủ tướng Yulia Svyrydenko, Tổng thống Zelensky đề xuất Ukraine cho nổ đường ống dẫn dầu Druba dẫn từ Nga sang Hungary và phá hủy ngành công nghiệp của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Các quan chức tình báo Mỹ thừa nhận rằng ông Zelensky đã có thái độ giận dữ đối với Hungary và có thể đưa ra lời đe dọa quá mức và vô nghĩa. Hungary là thành viên của NATO và EU nhưng Thủ tướng Viktor Orbán của nước này được cho là có quan hệ gần gũi với Moscow. Lầu Năm Góc không phủ nhận độ xác thực của các tài liệu mật. Phía Nga chưa phản ứng gì về thông tin của The Washington Post. Trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post tại Kyiv, Tổng thống Zelensky bác bỏ thông tin được tiết lộ ở trên, cho rằng đó là chuyện hư cấu. Nhà lãnh đạo khẳng định Ukraine có quyền sử dụng các chiến thuật bất quy ước để bảo vệ đất nước nhưng nhấn mạnh không có ai trong nước chúng tôi được lệnh tấn công lãnh thổ Nga. Việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine là vấn đề nhạy cảm bởi phương Tây lo ngại Kyiv sẽ sử dụng vũ khí đó để tấn công lãnh thổ Nga, gây leo thang xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm 12 tháng 5 xác nhận Anh đã cung cấp tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine để tự vệ nhưng vũ khí đó chỉ được sử dụng trong lãnh thổ chủ quyền của Ukraine. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.